Hello mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Linh. Trong video ngày hôm nay, Linh sẽ chia sẻ với các bạn về phần 3 của bí mật chặt cùi. Sau khi mà Linh nhận được khá là nhiều câu hỏi từ nhiều bạn khác nhau thì ngày hôm nay Linh sẽ đưa ra phần 3 cho các bạn tìm hiểu thêm về một vài quy trình trong quá trình chặt ủi từ khi các bạn giao nhận cho đến khi các bạn phân loại và cho đến khi các bạn giao đồ cho người ta thì các bạn sẽ phải làm như thế nào. Có lẽ là các phần 1 và phần 2 của mình có một vài bạn vẫn chưa có thể hiểu được hết cái ý bên trong đó của mình. Thì trong video ngày hôm nay là video phần 3 thì mình sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn đã answer cho mình. Thì đầu tiên mình sẽ muốn trả lời một câu hỏi trên Instagram. Một bạn đã comment vào trong inbox cho mình và các bạn có hỏi là ví dụ như là một bao đồ của khách có đồ trắng và cả đồ ra màu thì mình phân hai máy khác nhau để giặt, là mình chỉ tính riêng phần đầu đó thôi hay là mình có thể bỏ thêm đồ người khác vào chung trong một máy có được không ạ? Thì câu hỏi này nó chia thành cho mình hai cái ý khác nhau, và hai cái ý này thì mình sẽ phân tích từng ý cho các bạn ha. Đầu tiên, khi mà một bao đồ của khách có đồ trắng và đồ ra màu thì mình sẽ phải phân loại cho khách và đồ nào là đồ trắng và đồ nào là đồ ra màu. Thông thường trong một bao đồ thì sẽ có áo sơ mi trắng và đồ bình thường, có những đồ thì nó không ra màu nhưng mình không biết được, đúng không? Thì đối với đồ trắng thì ví dụ họ chỉ có một cái áo trắng thôi thì mình có thể bỏ vào trong máy và mình giặt cho họ 15 phút riêng, xong sau đó mình đem cái áo đó mình bấm hoặc là bạn đánh dấu bằng cách nào đó. Thông thường thì mình sẽ đánh dấu bằng cách mình sẽ bỏ cái áo đó vào một cái sọt riêng. Và trên cái bill khi mà mình nhận thì mình sẽ chia thành hai bill. Ví dụ như đồ của anh A mở ngoặc là 2 thì bạn sẽ có hai bill. Khi mà bạn bỏ đồ vào trong cái máy thì bạn sẽ nhìn được là trên cái đồ của anh A có số 2, tức là đây được chia thành hai máy. Thì bạn mặc định là nếu không có cái máy nào thì tức là đồ ở trong sọt và cái áo trắng bạn vừa mới giặt đó thì bạn bỏ vào trong sọt, bạn đợi cho đến khi cái đồ của anh A giặt xong bạn bỏ vào chung cùng một mẻ và bỏ vô máy sấy. Thì khi bỏ vào máy sấy, các bạn ghim lên máy sấy anh A 2, bạn nhìn thấy đủ 2 bill tức là đồ đã đủ. Còn nếu mà bạn thấy chỉ có một bill anh A trong máy sấy thì tức là đồ vẫn chưa đủ. Thì lúc này bạn phải kiểm tra lại xem coi là áo của anh A đang ở vị trí nào và bỏ vào bổ sung lại cho đủ ha. Còn hạn chế tình trạng là các bạn bấm đồ của khách. Thông thường thì vẫn có một vài tình trạng người ta sẽ bấm vào những cái mạc hoặc những cái gấu áo, nhưng mà mình nghĩ là không nên, tại vì các bạn bấm như vậy thì nó sẽ bị lủng áo của khách. Còn nếu mà các bạn muốn bấm mà khách phát hiện ra thì các bạn coi như là out rồi, tại vì đa số người ta đã đem đồ đi giặt tiệm thì tức là người ta đã không có thời gian và người ta cũng rất là quý cái bộ đồ của họ, cho nên là các bạn cũng phải quý cái bộ đồ của họ giống như là cách họ quý đồ của họ vậy đó. Bạn này hỏi là có nên bỏ chung đồ của người khác vào giặt hay không? Thì mình nghĩ và mình cũng khuyên bạn là không nên. Tại vì các bạn làm không phải là một người khách đó, mà các bạn làm khá là nhiều người khách khác nhau. Và có thể là trong tình trạng các bạn làm chưa quen, thời gian đầu các bạn có thể quên. Và cũng có thể là các bạn làm lâu rồi các bạn cũng sẽ quên. Các bạn sẽ gom cái đồ đó của cái người khách đó cho cái người khách kia luôn. Thì cái tình trạng đó xảy ra khá là nhiều đối với các bạn nhân viên mới khi bước vào nghề, và những người mà làm vẫn đang chưa có nhớ đồ của cái khách đó thì thông thường là sẽ bị mất đồ. Và tình trạng này đã xảy ra đối với mình cũng đã vì cái mà sợ lạc một cái đó mà bỏ chung vào đồ của người khác giặt. Thì mình đến khi cuối ngày mình quên cái quần đấy và mình cứ đinh ninh là mình sẽ bỏ cái quần đó vào cái đồ của cái chị đấy, nhưng mà thực ra là mình không hề bỏ cho đến khi là mất cái quần đấy. Và các bạn biết không, một cái quần đó người ta đem đi giặt bình thường thôi, tại vì đồ của người ta đa số là đồ hiệu và người ta cảm thấy là cái việc mà đem tùy bộ đồ đấy là bộ đồ mặc bình thường. Một cái quần đấy người ta mua đến mấy triệu một cái và người ta cảm thấy là cũng khá là tiếc khi mà mất đồ, người ta cũng cảm thấy khá là thất vọng tại vì người ta là khách lâu năm của tiệm rồi đó. Thì các bạn lưu ý về cái phần này giúp mình ha. Bạn này hỏi thêm mình một câu là mặc định áo trắng là phải giặt riêng hay như thế nào ạ? Mặc định áo trắng là phải giặt riêng. Nếu như các bạn có hai nguồn nhân lực thì các bạn nên để áo trắng giặt riêng, còn không thông thường thì người ta không yêu cầu giặt riêng thì mình vẫn không giặt riêng. Còn trong trường hợp mà đồ ra màu thì người ta sẽ phải chịu trách nhiệm về phần đấy, nhưng mà có một vài nơi thì người ta vẫn phân ra, người ta giặt riêng cho khách và người ta sẽ chung. Giặt riêng thì các bạn có thể đổ trực tiếp cái xà bông lên cổ áo, xong sau đó các bạn lấy bàn chà và các bạn chà thì xà bông nó đi sẽ rất là nhanh, xong sau đó các bạn bỏ vào trong máy giặt, các bạn giặt 15 phút và các bạn áp dụng cái quy trình như mình nói là các bạn bỏ
phiếu của cái người đó vào trong cái sọc, và mình đợi cho đến cái sọc thứ hai, cái lô đồ thứ hai ở trong cái một cái máy khác ra, và các bạn bỏ vào trong máy sấy khi có đủ hai bill, tức là đã có đủ đồ phân loại. À, bạn có đặt cho mình một câu hỏi, em muốn hỏi là khi nhận đồ của khách thì mình phải phân loại đúng không ạ? Chẳng hạn như trong chỗ đồ đấy có những áo đắt tiền thì sẽ giặt cách khác và chi phí khác, thì mình kiểm tra và báo lại với khách ngay sau đó luôn. Thì mình muốn hỏi bạn là trong cái tiệm của bạn đã có máy hấp chưa? Tại vì không phải là đồ hiệu nào nó cũng sẽ không ra màu. Có một vài đồ hiệu nó nhuốm màu đỏ thì các bạn hấp là nó sẽ chạy cái màu đỏ đó ra, ra cái màu trắng khác hoặc là ra cái màu khác. Đối với những cái có một vài đồ thôi ha, người ta sẽ làm một cái cách nào đó mà mình không rành nữa, nhưng mà nó sẽ bị ra. Thì các bạn phải hỏi khách. Nếu như mà người ta đem đến và người ta chỉ yêu cầu là em ơi, cái này là giặt sấy bình thường cho chị, thì mình chỉ báo giá và mình giặt sấy bình thường, mình cũng sẽ phân loại đồ trắng ra như mình đã trả lời phần trước. Thì đối với khách nào yêu cầu là giặt hấp, thì nếu như ở chỗ bạn có máy giặt hấp thì các bạn hãy nhận giặt hấp. Còn nếu chỗ bạn không có máy giặt hấp thì bạn có thể nói với khách là em sẽ giặt tay cho chị, ở em chưa có máy giặt hấp. Thì cái gì cũng vậy, sự thiệt thà nó vẫn sẽ được bền lâu hơn là các bạn lấp liếm cái sự mà mình không có đó. Vì khách người ta đã đi giặt tiệm, tức là người ta đã khá là rành rồi. Và có những người ở nhà họ có máy giặt hấp luôn. Về quy trình giặt hấp ấy, thì các bạn đặt thêm câu hỏi về cho mình quy trình giặt hấp, mình sẽ trả lời thêm về cho các bạn về quy trình giặt hấp. Vì quy trình giặt hấp thì cũng khá là khó mà cũng khá là dễ. Về quy trình giặt hấp thì chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận được đồ hiệu và đồ có màu, đồ không có màu, đồ màu này và đồ màu khác. Đối với những mình quay lại một chút về câu hỏi đang trả lời. Và khi các bạn nhận được đồ hiệu, các bạn không thể nào mà một ngày có 5 đơn, 10 đơn, các bạn không thể nào các bạn có thể mở được hết tất cả các bịch đồ đó ra và các bạn kiểm tra đúng không? Khi các bạn nhận được đồ, người ta yêu cầu là em ơi em giặt sấy cho chị, chiều chị lấy, thì các bạn chỉ có nghĩa vụ là mình bỏ về mình giặt sấy. Khi mình thấy đồ trắng thì mình phân loại, vậy là xong. Còn họ đã yêu cầu giặt hấp, tức là họ đã đi giặt hấp khá là chuyên rồi. Còn trong đồ hiệu của họ thì các bạn, khi các bạn xếp thì các bạn mới nhìn thấy thôi. Còn các bạn không xếp, chưa xếp, các bạn mới bỏ vào thì các bạn không thể nào nhìn thấy được. Tại vì khi mà đồ nó đã dơ thì các bạn cũng không có băn ra từng cái mà các bạn kiểm tra được ha. Rồi, thông thường á, trong một cái gói đồ khách sẽ có những đồ đắt tiền và đồ bình thường. Đồ đắt tiền chẳng hạn như các bạn có thể nhìn thấy một cách rõ rệt như là áo vest, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy như là đầm kim sa hột lựu. Rồi, thông thường á, trong một cái gói đồ khách sẽ có những đồ đắt tiền và đồ bình thường. Đồ đắt tiền chẳng hạn như các bạn có thể nhìn thấy một cách rõ rệt như là áo vest, hoặc là áo da, hoặc là những cái áo lông thú. Đấy, quần da thì những cái đồ da thì không sấy được, quần da, áo da, giỏ da các bạn không sấy được, chỉ hấp. Nếu mà các bạn nào không có máy hấp thì các bạn chỉ có thể giặt tay bằng nước giặt chuyên dụng và các bạn đem đi phơi nắng cho khách để cho nó nhanh khô. Phơi nắng hong nước chứ không phải phơi nắng toàn ngày ha. Phơi nắng hong nước rồi đem vào cho nó nhanh khô. Chứ các bạn không thể nào mà bỏ những cái đồ da đó vào. Thì khi các bạn nhận một túi đồ, các bạn nhìn thấy trong túi đồ đấy nó có những cái đồ mắc tiền như vậy, thì các bạn có thể nói với khách là áo vest của mình vẫn bỏ vào trong máy giặt sấy bình thường hay sao ạ? Ở trong này có áo vest thì áo vest bỏ vào giặt sấy nó sẽ bị gãy cái vai, tại vì vai là bằng mút, và khi mình giặt sấy mình máy nó vắt thì nó sẽ gãy cái mút này, nó sẽ không còn cái độ đàn hồi và những cái độ đẹp của cái áo vest nữa. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho khách, nếu họ vẫn cương quyết là ok chị sẽ giặt sấy thì mình sẽ giặt sấy cho khách. Còn nếu mà họ hỏi về việc giặt hấp, nếu chỗ các bạn có máy giặt hấp thì các bạn sẽ báo giá giặt hấp theo cái giá bên các bạn đang có. Còn nếu các bạn không có thì các bạn bảo là em có thể giặt tay cho chị. Thì khi mình giặt tay cho khách, mình đem đi phơi và mình đem đi ủ cho khách được bình thường. Khi giặt tay thì các bạn hạn chế tình trạng vò, các bạn chỉ có thể là giặt bằng cái lòng bàn tay của mình này, mình đi qua những cái vị trí dơ và chỗ nào có dơ nhiều quá như cổ tay này, hoặc là vị trí nát thì các bạn có thể sử dụng bàn chà loại xịn nhất ha, lông mà mềm nhất thì các bạn cọ qua một chút để cho nó đánh bay đi những cái vết dơ, những cái vị trí mà người ta hay tì tay hay là vùng nách hoặc là những cái vạt áo. Thì sạch rồi các bạn ngâm nước xả và các bạn đem hong ra nắng cho nó ráo nước, và nhớ là hong mặt trái nha, đừng có hong mặt phải nó sẽ bị bạc màu đồ. Hỏi nếu như các bạn hỏi mình là áo vest có bỏ vô sấy được không thì thực ra là vẫn có thể bỏ vô sấy được nếu như các bạn không có máy hấp, nhưng mà cái tỷ lệ gãy
Gãy vai thì sẽ là có, và tùy theo cái chất liệu éo đấy, có những cái chất liệu éo bỏ vô một cái lồng sấy nó sẽ bị in hẳn cái nốt của cái lồng sấy hoặc cái lồng máy giặt luôn, thì nó sẽ rất là khó. Nên đối với những trường hợp mà đồ cao cấp như vậy, các bạn nên giặt tay hoặc là giặt hấp. Mình khuyên các bạn là như vậy, tại vì cái vấn đề này nó đã xảy ra rồi. Đối với một vài trường hợp không biết và cảm thấy hơi lười, bỏ vô máy giặt không vắt, xong sau đó bỏ vô đem đi phơi và bỏ vô máy sấy, thì nó đã xảy ra cái trường hợp là nó in hẳn những cái nốt ở trên cái máy giặt và cái máy sấy, ủi không hề ra được một chút nào hết, và có ra thì cũng ra một chút. Các bạn lưu ý phần này giúp mình ha. Bạn này có đặt thêm một câu hỏi mà mình đã trả lời trong phần thứ nhất rồi. Bạn có hỏi mình là em muốn hỏi là mình phân loại như thế nào để biết là khách đến hẹn sớm hay muộn, và đến lúc nào để mình xử lý kịp thời khách đến lấy. Thì mình đã trả lời trong phần 1, mình đã phân loại đồ của khách hàng một cách liên tục. Thì khi các bạn nhận đồ của khách, các bạn sẽ có một cái hóa đơn nhỏ nhỏ để nhận diện rằng là khách này tên gì và khi nào họ lấy, và cái ngày mình nhận đồ của họ là ngày bao nhiêu, đúng không? Thì các bạn sẽ note vào cái khách đấy là sáng lấy, trưa lấy, chiều lấy. Thì khi các bạn đặt vào cái vị trí mà các bạn hay để đồ dơ, thì các bạn phải phân loại ra cái vị trí đấy. Tức là trong cái vị trí đấy nó sẽ có cái khu vực dành cho lấy liền nè, chiều lấy này, tối lấy, hoặc là sáng sớm mai lấy. Thì khi các bạn bốc đồ, các bạn sẽ nhìn được là ai lấy giờ nào và mình cần ưu tiên đồ của ai trước. Thì khi các bạn bỏ một cái mực đồ vào trong một cái máy sấy hoặc là trong một cái máy giặt, thì các bạn cần phải nhìn lại những cái vị trí khác xem coi là nó có bị lộn xộn với nhau hay không. Lộn xộn đấy tức là buổi tối mà để qua buổi chiều, rồi buổi chiều mà để lộn qua sáng ngày mai, thì cái trường hợp đấy là có. Như vậy trong trường hợp mà nó rất nhiều đồ thì nó có. Đối với những nơi mà nó không có nhiều diện tích thì các bạn cần phải làm vậy. Còn đối với những nơi mà nó có nhiều diện tích thì các bạn sẽ có những cái sọt riêng khác nhau, các bạn sẽ chia ra khác nhau đó. Và các bạn cần phải phân loại liên tục. Mình đã nói ở trong cái phần thứ nhất rồi, thì các bạn hỏi mình thì mình sẽ trả lời lại một lần nữa. Và cái việc mà phân loại liên tục rồi chia khu, các bạn muốn tiết kiệm bịch thì các bạn có thể trải đều cái quần kích thước như thế nào, cái quần mà hình dáng như thế nào, vuông thì đi với vuông, tam giác đi với tam giác, xong các bạn chồng hết lên nhau, các bạn đập gọn và các bạn để vào giữa của cái chồng đồ đấy, rồi các bạn cột vào, các bạn giao cho khách. Thì cái đó thể hiện cái sự lịch sự của mình. Và cái việc từ chối đồ lót thì rất là hiếm tiệm nào người ta từ chối, thì cái điều đó là một cái điều rất là hiển nhiên. Còn nếu như các bạn quá nhạy cảm với cái việc đấy thì mình nghĩ là các bạn có thể để một cái bảng ở trên cái vị trí các bạn hay xếp đồ hoặc là đằng trước, thì các bạn sẽ để là không nhận đồ lót đó. Thì cái trường hợp đấy mình chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà nếu mà các bạn từ chối nhận đồ lót thì cũng có thể là người ta có người là người ta không đến tiệm bạn nữa, họ sẽ đi tiệm khác. Tại vì bây giờ giặt sấy người ta cũng có khá là nhiều lựa chọn, chứ không phải là một tiệm của chúng ta. Cho nên là mình phục vụ là mình phục vụ nhu cầu của khách hàng mà. Nếu như các bạn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu khác nhau thì các bạn sẽ nhận được những cái lượt khách khác nhau. Thì hy vọng là cái video này của mình mang đến cho các bạn những cái giá trị khác nhau. Nếu như các bạn có thêm những câu hỏi nào, các bạn có thể đặt câu hỏi dưới comment với mình ha. Và các bạn có thể kết nối với mình nhiều hơn trên Instagram là Rita Ái Linh. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc nào nhiều hơn nữa, các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình. Mình sẽ trả lời cho các bạn trong một video nào đó. Nếu như mà các bạn có hết nhiều câu hỏi và mình có thể thắc mắc cùng một lúc. Cảm ơn các bạn coi đến hết video này. Hẹn gặp các bạn lại trong video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.